Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi, hoan nghênh chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ năm ngày 20 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Kỷ Mão, tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hợp đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cao Trận, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành Niên Mệnh thành đầu thổ ngày Kỷ Mão, tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm thành đầu thổ kỵ tuổi Quý Dậu, Ất Dậu ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành một cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Dậu, tuổi Ất Dậu, tuổi xung trong tháng tuổi Đinh Sửu, Ất Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức Hợp tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao Thiên Hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Hoàng Ân tốt mọi việc, sao Kim Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc, sao Thiên Thủy tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa xấu về lập nhà, sao Trùng Tang kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Cô Thần xấu đối với cưới hỏi, sao Lão Ban Sát kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt ngày 20 tháng 7 năm 2023, và ngày này là ngày mùng 3 tháng 6 năm Quý Mão, ngày này là ngày Dương Công kỵ, cũng là ngày Tam Nương Sát xấu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Đông Bắc, tài thần hướng Chính Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 20 tháng 7 năm 2023, cụ thể chi tiết chính xác. Tử vi thứ 5 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Vận trình ngày mới gặp cục diện Mão Tý tương hình, điều này gây ra không ít rắc rối cho người tuổi Tý trong hôm nay. Nhất là trong công việc, mọi việc những tưởng êm xuôi thì bỗng xảy ra trục trặc nửa chừng, khiến con giáp này lại phải chạy đôn chạy đáo lo xử lý hậu quả. Lại thêm thiên quan giáng họa, những chú chuột cần chuẩn bị tinh thần đối diện với những khó dễ do đồng nghiệp gây ra trong hôm nay. Hãy chú ý giữ bình tĩnh, chớ nên nóng nảy, bởi nếu không thì chỉ khiến công việc chung thêm phần trì trệ. Ngũ hành thủy sinh mộc, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia của mình khá hài hòa trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn cũng cần lắng nghe người ấy nhiều hơn, không nên làm mọi việc theo ý thích của mình, có như vậy thì vợ chồng mới không nảy sinh bất mãn. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh kim, công việc có trục trặc nửa chừng, vất vả tìm cách khắc phục. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh thủy, chuẩn bị tinh thần đối diện với khó dễ do đồng nghiệp gây ra. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh hỏa, chú ý thái độ đúng mực, chớ nên nóng nảy. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh thổ, mối quan hệ tình cảm hài hòa, đôi lứa hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh mộc, nên lắng nghe nửa kia nhiều hơn, đừng chỉ làm theo ý mình. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Con số phát tài, số 32, số 59. Màu sắc cát tường,
trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Tiếp nối tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, có thực thần che chở, người tuổi Sửu đón tin vui về tài lộc, tiền bạc cứ thế tăng tiến không ngừng. Các thần này trợ lực mạnh mẽ cho người làm ăn buôn bán, mang lại nhiều cơ hội kinh doanh hiếm có cho con giáp này. Bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, lại có sự nghiêm túc, chuyên tâm phát triển sự nghiệp nên sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Tiền bạc ào ào đổ về túi, tài lộc dồi dào khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Bản mệnh nên nhân dịp tốt này để tiến hành những kế hoạch tài chính khác của mình. Mộc khắc thổ, đường tình duyên của bạn lại không được may mắn như vậy. Người độc thân gặp không ít khó khăn trên con đường tìm kiếm một nửa của cuộc đời. Có lẽ bạn nên hạ thấp yêu cầu của mình mới mong tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim, đón tin vui về tài lộc, tiền bạc tăng tiến không ngừng. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy, người làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa, nhận thành quả xứng đáng nhờ sự nhanh nhạy và chuyên tâm. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ, nên nhân lúc thuận lợi để tiến hành những kế hoạch tài chính khác. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc, người độc thân khó tìm kiếm được một nửa phù hợp. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Con số phát tài, số 28, số 76. Màu sắc các tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Bước sang ngày mới được tam hội chỉ lối, giúp cho con giáp tuổi Dần khôn ngoan hơn trong cách hành xử với mọi người, bao gồm cả người lạ và những người khó tính. Đây cũng là ngày mà bạn cởi mở với những người xung quanh một cách dễ dàng hơn, từ đó tinh thần cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Chính ấn xuất hiện cho thấy các kế hoạch của con giáp tuổi Dần sẽ sớm ổn định, đâu vào đấy, vì thế đừng lo lắng. Hãy tập trung cho những việc khác nữa và đừng nghĩ ngợi quá nhiều nhé. Suy nghĩ thái quá chỉ làm bạn mệt thôi. Mộc khí vượng cho thấy sức khỏe lúc này của bản mệnh không được đảm bảo. Bạn nên ăn uống hợp vệ sinh, tránh sử dụng thực phẩm thiếu sạch sẽ gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Nên tuân thủ một chế độ ăn uống phù hợp và lành mạnh. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người bao gồm người lạ. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa, hãy lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ, ưu tiên xây dựng mối quan hệ trong những ngày này. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc, nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim, xem trọng bản thân hơn, cần chăm lo sức khỏe mình hơn. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Con số phát tài, số 12, số 68. Màu sắc các tường, nâu, trắng. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Thiên ấn xuất hiện trong tử vi thứ 5 này của người tuổi Mão, giúp bản mệnh dễ dàng đạt được thành công trong công việc, đạt được những bước thăng tiến nhanh chóng đến không ngờ. Đây không phải may mắn từ trên trời rơi xuống mà nhờ tài nghệ bạn đã tự mình tích lũy được trong suốt thời gian trước nay. Hãy vận dụng những điều mình có một cách khôn ngoan, phát huy hết mức những gì mình có, đồng thời không ngừng học hỏi thêm những điều mới để bổ sung cho mình những gì còn thiếu sót. Cứ như vậy,
chắc chắn bạn sẽ đạt được vị trí mà mình mong muốn. Mộc khí vượng trong hôm nay gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của những chú mèo, nhất là về đường tiêu hóa. Mệnh chủ cần chú ý ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ để giảm bớt nguy cơ tổn hại đến sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy, đạt được những bước thăng tiến nhanh chóng bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa, nhận được thành quả xứng đáng sau những công sức đã bỏ ra. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ, nên vận dụng năng lực mình đang có một cách khôn ngoan. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc, không ngừng học hỏi thêm những điều mới để bổ sung thiếu sót cho bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim, chú ý dưỡng sinh cho cơ thể, nhất là về đường tiêu hóa. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Con số phát tài, số 57, số 79. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Ngày mới gặp cục diện, Mão Thìn tương hại, có thể là nguyên nhân gây ra những tác động xấu cho tinh thần của người tuổi Thìn. Những suy nghĩ tiêu cực, bốc đồng có thể khiến bạn vô tình làm những việc đắc tội với kẻ tiểu nhân. Bạn cần cẩn thận vì có thể sẽ có người giở trò ném đá giấu tay sau lưng mình. Thương quan còn gây ra những bất đồng, tranh cãi với đồng nghiệp và thậm chí là lãnh đạo do bản tính hiếu thắng, tùy tiện, muốn gì làm nấy của mình. Dù có muốn bảo vệ chính kiến của bản thân đến đâu, bạn cũng nên chú ý cư xử đúng mực và tôn. Ngũ hành xung khắc còn nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bạn quá lạnh lùng với người ấy vì dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp. Bạn nên tìm cách cân bằng sự nghiệp và tình cảm để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa, tinh thần căng thẳng do những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh thổ, hành động bốc đồng rất dễ đắc tội với tiểu nhân. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc, cẩn thận với kẻ ném đá giấu tay, hãm hại sau lưng. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim, chú ý cư xử đúng mực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh thủy, nên quan tâm và trò chuyện nhiều hơn với nửa kia. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Con số phát tài, số 11, số 82. Màu sắc cát tường, cà phê, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Thứ 5 này, kiếp tài xuất hiện trong vận trình ngày thứ 5 này của người tuổi Tỵ, ngáng trở đường tài lộc của con giáp này, khiến bản mệnh trong ngày có điềm báo phá tài hao của, nhìn tiền trôi khỏi túi mà không làm được gì. Người làm kinh doanh buôn bán trước khi tiến hành những việc liên quan đến tiền bạc đều phải tính toán cẩn trọng, tìm hiểu kỹ càng tình huống. Chỉ một chút lơ là thôi cũng khiến bản mệnh phải trả giá bằng việc mất tiền mất của. Ngũ hành tương sinh mang đến điểm sáng trong hôm nay của người tuổi Tỵ ở chuyện tình cảm. Bạn và người ấy có sự tin tưởng lớn dành cho đối phương, đồng thời luôn thông cảm và thấu hiểu cho người kia nên mối quan hệ của hai bạn duy trì được sự ổn định và lâu dài. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa, đường tài lộc gặp nhiều cản trở, có điềm báo mất tiền hao của. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ, người làm kinh doanh cần tính toán cẩn thận để tránh rủi ro. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc, một chút lơ là cũng có thể khiến bạn trả giá đắt. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim, mối quan hệ tình cảm được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy, luôn được nửa kia thông cảm và thấu hiểu. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao.
tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Con số phát tài, số 23, số 44. Màu sắc các tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Bước sang ngày mới, gặp cục diện Mão Ngọ tương phá là lời cảnh báo người tuổi Ngọ cần phải cảnh giác hơn trong hôm nay. Vận trình của bạn đang có dấu hiệu thụt lùi do có kẻ tiểu nhân ngấm ngầm tìm cách hãm hại. Chỉ cần bạn phạm sai lầm, sơ hở chỗ nào là lập tức kẻ đó tấn công, tìm cách dìm hàng bạn trước tập thể. Nhưng may có Tỷ Kiên chống lưng, trong họa có phúc, chuyện to hóa nhỏ, mọi sự vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cái chính vẫn là phải tùy vào cách xử lý của bạn. Dù sở hữu năng lực xuất sắc nhưng con giáp này thiếu tinh thần làm việc nhóm. Chính vì thế mà những lúc gặp khó khăn thường phải tự giải quyết một mình. Mộc sinh hỏa, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các đối tượng khác giới. Chỉ cần chịu cởi mở hơn, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm ra được người phù hợp với mình. Nhớ đừng yêu cầu khắt khe với mọi người quá nhé. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim, cần phải cảnh giác hơn, tránh rơi vào bẫy rập của tiểu nhân. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy, đề phòng kẻ xấu ghen ghét, tìm cách hạ bệ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa, trong hỏa có phúc, tìm được cách kiểm soát mọi rắc rối. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ, nên cải thiện tinh thần làm việc nhóm mới mong giảm bớt vất vả. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc, người độc thân có cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Con số phát tài, số 37, số 64. Màu sắc các tường, hồng, đỏ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Xem tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, nhờ có tam hợp trợ mệnh mà người tuổi Mùi có thể dễ dàng xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bạn có thể làm quen với những người tài giỏi mà bạn vốn ngưỡng mộ từ lâu trong công việc. Nhờ đó, bạn trau dồi được rất nhiều kinh nghiệm khi làm việc chung với họ. Thực thần trợ giúp đường tài lộc của bản mệnh thêm phần hanh thông. Con giáp này có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Có điều bạn cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh đầu tư mù quáng kẻo tiền bạc kiếm được nhiều nhưng thất thoát cũng nhanh chóng. Thổ mộc xung khắc khiến vận trình tình cảm đi xuống, vợ chồng khắc khẩu, to tiếng vì những mâu thuẫn tồn đọng trước đó rất lâu rồi, chưa thể tìm được cách giải quyết. Chuyện này không những ảnh hưởng tâm lý người trong cuộc mà con cái cũng chịu sức ép tinh thần. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim, dễ dàng xây dựng được nhiều mối quan hệ có lợi cho công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy, trau dồi được nhiều nghiệm quý giá khi làm việc chung với người có năng lực. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa, tài lộc hanh thông, người làm kinh doanh có lộc trời ban. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ, vận trình tình cảm đi xuống, vợ chồng khắc khẩu. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc, gia đạo bất ổn gây ảnh hưởng tới tinh thần con cái. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Con số phát tài, số 16, số 87. Màu sắc các tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5,
ngày 20 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Vận trình ngày mới được chính tài ghé thăm, mang theo tin vui về tài chính cho người tuổi Thân. Vốn là con giáp nhanh nhẹn lại có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ cần được gợi ý sơ sơ là con giáp này đã nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, tự mình gây dựng nên thành quả to lớn. Nhờ vậy, bạn có thể tự tay kiếm thêm thu nhập cho mình. Khi tiền bạc không còn là nỗi lo, bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định lớn lao ấp ủ từ lâu để lợi nhuận được duy trì lâu bền, lãi mẹ để lãi con. Chỉ có một vấn đề duy nhất là bạn cần phải sửa đổi cái tính nhanh thèm chóng chán của mình. Làm việc gì cũng phải chuyên tâm từ đầu tới cuối thì mới mong nhận thành quả xứng đáng, dù là trong công việc hay trong chuyện tình cảm cũng vậy. Thái độ nghiêm túc, không bỏ cuộc khi vừa gặp khó, rồi một ngày bạn sẽ có trong tay những gì mình mong muốn. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy, tài chính dư dả, biết cách theo đuổi những điều có lợi cho mình. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa, tự tay kiếm thêm thu nhập bằng những lợi thế sẵn có. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ, thoải mái thực hiện các dự định đã ấp ủ từ lâu. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc, cần sửa đổi tính cả thèm chóng chán, hành động bột chột. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim, làm gì cũng cần duy trì thái độ nghiêm túc, không vội bỏ cuộc. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Con số phát tài, số 22, số 68. Màu sắc các tường, xám, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Người tuổi Dậu gặp phải cục diện Mão Dậu tương xung trong thứ 5 này, báo hiệu bạn sẽ phải đối mặt với không ít chuyện bực mình, phiền não. Công việc phát sinh sự cố bất ngờ, dù bản thân bạn đã nỗ lực hết sức để giải quyết nhưng xem chừng mọi thứ vẫn chưa ổn thỏa, cần phải có thời gian, đừng quá nóng vội. Ngược lại, thiên tài soi bóng đường tài lộc, con giáp này nhờ thế mà có thêm những khoản thu nho nhỏ cho mình. Tuy không quá lớn hay nhiều nhặn gì nhưng đó cũng đủ để bạn trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, đủ để giải tỏa khó khăn trước mắt. Kim Mộc xung khắc khiến con giáp này có nhiều nỗi buồn về chuyện tình cảm. Người còn độc thân chưa tìm được bến đỗ cho mình, người đã có đôi cũng chẳng hơn gì khi cảm thấy không được chia sẻ trong mối quan hệ hai người. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy, nhiều chuyện bực mình, phiền não bủa vây. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa, công việc phát sinh sự cố bất ngờ, khó khăn trong việc tìm cách giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ, tài lộc có tin vui, thu nhập có thêm nhiều khoản nho nhỏ. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh Mộc, tình duyên nhiều nỗi buồn, mối quan hệ đôi lứa trục trặc. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim, người độc thân chưa tìm được bến đỗ thích hợp. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Con số phát tài, số 14, số 75. Màu sắc các tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Trên đường tình duyên, đào hoa dẫn lối, người độc thân có duyên gặp gỡ với người hợp gu, tình cảm phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng nhờ những thiện cảm ban đầu. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình nên cẩn trọng trong những lúc đào hoa quá vượng như hôm nay kẻo vướng phải đào hoa sát. Nhân duyên vượng giúp bạn được nhiều người quý mến, tuy nhiên cần vạch rõ ranh giới cho mình trong các mối quan hệ, tránh xảy ra hiểu lầm tình ngay lý gian. Có vẻ như chuyện tình cảm đã chiếm hết tâm trí của con giáp này nên bạn có phần sao nhãng trong công việc hơn thường ngày. Thương quan có thể khiến bạn gây ra sai sót và thiệt hại đáng kể do sự lơ là của mình. Đây là bài học đắt giá cho những lần sau, hy vọng bạn không còn mắc phải.
Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, đường tình duyên có chuyển biến tích cực nhờ đào hoa dẫn lối. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng thích hợp. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, người đã có gia đình cẩn thận kẻo gặp đào hoa sát. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, cần vạch rõ giới hạn trong mối quan hệ khác giới, tránh tình ngay lý gian. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, có thể gặp sai sót trong công việc do mất tập trung. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Con số phát tài, số 26, số 70. Màu sắc các tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, cục diện Mão Hợi bán hợp nâng bước người tuổi Hợi, giúp bạn gặp rất nhiều may mắn khi mọi việc dường như đều tuân theo những kế hoạch bạn đã xây dựng từ trước. Ngoài ra, hôm nay cũng là ngày hợp tác làm ăn thuận lợi, ai đang có kế hoạch bàn bạc, hùn vốn làm ăn có thể tiến hành ngay trong ngày này. Với sự tương trợ của chính quan, thứ năm này cũng là thời điểm rất thuận lợi cho ai đang cầu danh, chức vụ hoặc tham gia thi cử. Cứ cố gắng bằng hết sức mình, đồng thời tin tưởng vào bản thân, rồi bạn sẽ làm được. Nhờ có thủy sinh mộc nên chuyện tình cảm của bản mệnh khá tốt đẹp, hiền hòa. Thậm chí, các cặp đôi yêu lâu còn tính tới chuyện về ra mắt gia đình, sớm thành người một nhà để sớm tối chăm sóc cho nhau. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, mọi việc phát triển thuận lợi theo kế hoạch đặt ra từ trước. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, ngày thích hợp để tiến hành các kế hoạch hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, người cầu danh, cầu chức vụ hoặc thi cử đều suôn sẻ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, cứ cố gắng hết mình rồi sẽ thành công. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, các cặp đôi có thể tính chuyện trăm năm khi tình cảm ngày càng bền chặt. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Con số phát tài, số 37, số 66. Màu sắc các tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.